xin chào Phát. Hello. Hello everybody. Bán thành ngữ bằng tiếng Anh. Rồi thôi người anh nào. Yeah. Đi về. Vui lắm. Bye bye, xin chào. Bye bye. Nhớ like, share, subscribe cho SNO. Thành ngữ thuật ngữ tiếng Anh tức là cái câu đó của tiếng Anh hay là câu đó? Của tiếng Anh. Mình có thể dịch xem sang tiếng Việt. Man make house. Woman make home. Đàn ông làm nên gì? Đàn ông làm nên xây nhà. Đàn bà xây. Đàn bà xây gì? Say you do. Man make house. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. À, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Man make house, woman make home. Ở phía anh rồi. Đâu đây? Nhưng mà đâu có bắt đột tiếng Anh đâu. Bắt à. Man make house. Con ông cháu cha. Con đúng cha là nhà có phúc à? Đây là nhà con đúng cha nhà có phúc thì phải là son like father, on how happy. Giống cha giống con. Hổ phụ sinh hổ tử. Cha giống con. Ờ, cha nào con nấy. Like father, like son. Con nhà Tông không giống lông, giống cánh. Ủa gì đó. Nhưng hổ phụ sinh hổ tử cũng đúng nghĩa mà. Con nhà Tông không giống lông, con giống cánh thì cũng là cha nào con nấy. Nói chung là cũng giống nhau, cha con giống nhau. Okay. Giống cha giống con. Em cũng nói gì đánh tao. Em đánh, mới, đánh em tao. Đánh là em đánh yêu. Em đánh yêu. Won't have ear. Won't have ears. Đi. Tường có tai, giống như là kiểu tai mắt xung quanh. Nó có thành ngữ nào kiểu như tai mắt khắp mọi nơi không ta? Tai vách mạch rừng. Ồ. Tai vách mạch vần. Rồi đúng rồi. Rừng không cho tay vách mạch vừng. Tay vách mạch rừng. Tay vách mạch rừng là thị phi ở mọi nơi đúng không? Ừ, đúng rồi, kiểu như là tay vách mạch rừng tức là kiểu xung quanh có rất là nhiều thằng, đừng có nói cái gì nó nghe. Có vách. Ủa? Sao nó dịch là tường có vách? Tường có vách là sao? Tường này chẳng có vách. Raining cat and dog. Như chó với mèo. Cái gì chó mèo thành ngữ chó mèo là gì? Anh em như thể chó mèo à? Không phải. Trời mưa nhiều con chó và nhiều con mèo. Nhiều con mèo. Mưa chó và mèo. Chó xanh mèo. Chó sao cả chứ. Đâu. Anh hiểu nghĩa tiếng Việt thôi chứ anh không biết cho thành ngữ nào nghe vậy. Raining cats and dogs. Mưa to. Mưa như chút nước. Ha ha. Nó không liên quan luôn á. No rose without a thorn. Hoa hồng nào không có gai. Không con đường, không có con đường nào chảy hoa. Ờ đúng rồi, không có đường nào chảy hoa hồng. Thất bại là mày thành công, chắc chắn nó mới thành công rồi. No rose without a thorn. Rồi nói đi. Dễ nè, thorn là gai. Rồi, dịch đi. Hoa hồng không gai, hồng nào mà chẳng có gai, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Cái câu của ta hết hảo hết chẳng trai. Cho dư luôn. Hoa hồng nào không có gai. Bánh mì đi với pate. Đàn ông phải có máu dê trong người. Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn. Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn. Câu này chế luôn ta. Không biết câu này luôn. Câu này đâu phải là ngữ đâu. Each bird loves to hear himself sing. Yêu. Chim tự giống, nó giống như kiểu như là mèo mình hát mèo dài đuôi á. Mình tự hát mình tự khen. Nó giống như kiểu mèo hát mèo dài đuôi. Chim khôn hót tiếng rạnh rang. Người khôn nói với người ngu bực mình. Mèo khen mèo dài đuôi. Mèo khen mèo dài đuôi à? Ơ cũng đúng. Ôi ừ, nhưng mà tự nhiên mèo thì liên quan gì đến chim nhỉ? Thì bên mình thích mèo, còn bên Mỹ nó thích chim. Ờ. Cắn một cái miếng tay. Thì sẽ cho bạn ăn. Cắn cái tay. Xong rồi nó ăn cái ăn mèo luôn. Cắn cái bàn tay mà cho bạn ăn. Đây giống như chó bạn chủ à. Tình mẫu tử phân lý. Em nhớ có một câu chuyện cổ tích đó là hết cơm hết gạo và mẹ đã chặt tay mình đưa cho con ăn. Không. Không. Tôi không còn yêu em nữa. À cái này là kiểu như là cho người ta ăn, sau đó thì người ta sẽ cắn lại bạn. Ăn cho nó đấy. Nó có một cái câu nữa là câu gì nhỉ? Từ nuôi ông tay áo. Nuôi ông tay áo. By your hand that feeds you. Cắn cái nuôi ông tay áo. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Nuôi ông tay áo. Ngoài, nhưng mà câu hay á, mặt cũng ngầu á. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. À vuốt lông yếu. À hổ dữ không ăn thịt con. Mời anh. Tao đoán luôn nha, hổ dữ không ăn thịt con. À, sói không ăn thịt sói. Sói không ăn thịt đồng loại. Hổ mẹ không ăn hổ con. Câu đó là hổ dữ không ăn thịt con. Quên tao gọi thế. In black and white, trong trắng hoặc đen. Trong đen hoặc trắng. Trong sáng hoặc tối. Trắng đen rõ ràng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đúng không? Anh nghĩ cái câu này theo nghĩa là kiểu như trắng đen rõ ràng hay sao? Giấy trắng mực đen. Trời ơi, đúng rồi đó, trời ơi. Ê, đúng rồi, giấy trắng mực đen. Trắng đen rõ ràng. Em thích anh là đúng. Rồi sao ta? Yêu tôi, yêu luôn con chó của tôi. Yêu người như thể luôn thân. Love me, love my dog. Yêu nhau, yêu cả được đi lối về. Ừ, đúng.
đúng không? Yêu nhau yêu cả tông chi họ hàng, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, yêu nhau cua ấu cũng tròn, yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng đổ, mấy đèo cũng qua. Nghe hơi nhiều thành ngữ rồi đó. Thôi rồi, giờ tiếp đi. Dễ dạ, trời dễ tưởng gì vậy? Trời ơi, ở đây khó không, đây khó không? Ờ đây khó ơi, khó hy vọng là các bạn mình đang ôn thi tiếng Anh sẽ có biết thêm một vài thành ngữ từ ngữ nữa. Rồi mình sẽ bật mấy cho các bạn một mẹo nữa là nếu như mà các bạn đi thi tiếng Anh thì khi mà làm bài luận đó thì mình phải thật là tức là thật là dành thành ngữ từ ngữ để mình biết thật là nhiều vào. Đấy là một cái máy ờ đấy đúng rồi đấy, đấy là một cái máy đấy. Thì phải nói là đây là một cái trò chơi khá là khó nhằn nữa tụi mình luôn, tại vì thật sự có những câu á trên tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nó chả có một cái nghĩa gì đúng với lại cái ý nghĩa thực sự của cái câu đó hết, như là neck or nothing hay là running cat and dog không hề liên quan gì tới cái nghĩa thực sự của nó hết. Nhưng mà muốn biết được những cái điều này thì chỉ có phải đi học thuộc lòng thôi. Thì mình cũng xin nói lại là tụi mình không phải là những con người phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên và cũng như là phải tiếp xúc nhiều với tiếng Anh, cho nên là kiến thức của tụi mình bị mai một đi khá là nhiều, cho nên là nếu như mà tụi mình có hơi dở tí thì thông cảm. Ngu thiệt mà. Và đó, video của mình tới đây là kết thúc thôi. Và sắp tới thì chắc là chúng tôi sẽ còn phải bồi dưỡng thêm cái vốn kiến thức tiếng Anh của mình nữa. Và trung tâm Anh ngữ có nhu cầu quảng cáo cần hỗ trợ tụi mình thì nhớ bấm vào email bên dưới, tụi mình sẽ luôn nhận hỗ trợ hết mình. Rồi đó, vậy thôi, video tới đây là kết thúc. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho channel nhé. Rồi, vậy thôi, tạm biệt mọi người.